Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe bật lửa đẹp. Mang đến cho các anh một cái tẩu đến từ nhãn hàng Big Ben, một trong những nhãn hàng rất là nổi tiếng trên thế giới. Nếu như các anh mà chơi thuốc sợi và tìm hiểu về thuốc sợi thì bắt đầu đều biết đến hãng Big Ben này, một trong những hãng rất là nổi tiếng. Cái bộ sản phẩm hôm nay em giới thiệu thì luôn luôn được tặng kèm theo một chiếc túi nhung như này, giúp cho các anh có thể di chuyển ra ngoài mang chiếc tẩu đi theo mà rất là tiện lợi cũng như là sạch sẽ. Đó, tất cả tẩu nhà em bán ra thì đều tặng theo túi dây rút và một lõi lọc, nên là các anh hoàn toàn yên tâm nhé. Một cái tẩu em mới cầm trên tay, đây là mẫu mã hàng mới nhất của nhà em, có mã hàng là BB gạch nối T01, mã hàng em để trên góc trái màn hình. Chính vì vậy khi gọi điện thoại đặt hàng, em vui lòng gọi đúng mã sản phẩm, bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh, tránh giao nhầm hàng làm mất thời gian của các anh rất là nhiều. Ngoài ra thì các anh cũng có thể vào website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là BBT01 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm này, hình ảnh chụp sắc nét và thông số kỹ thuật. Một chiếc tẩu đến từ nhãn hàng Big Ben, một trong những nhãn hàng rất là lớn về tẩu thuốc, có thể nói là đầu tiên luôn đấy ạ. Với những cái chất lượng rất là vượt trội. Ở đây thì cũng giống như tất cả các tẩu trước đây em giới thiệu thì cái tẩu này có thể rút ra rút vào để phân tách ra cái phần bõ tẩu cũng như là phần cán tẩu. Cái phần cán tẩu được làm bằng nhựa để giúp cho các anh giảm nhiệt trong quá trình hút. Và cái đây là phần dưới này, thì đây là được gọi là bõ tẩu. Thì các anh có thể sử dụng cái lõi lọc, hoặc là nếu mà không thích thì các anh cũng có thể bỏ đi. Cái phần này thì cũng giúp cho các anh dễ dàng vệ sinh hơn cũng như là dễ dàng thưởng thức hơn. Cái dáng em đang cầm ở trên tay là một cái dáng cong rất là cổ điển và hơi rất là tốt. Dáng rất là đẹp và rất là nhiều anh yêu thích, với cái bầu rất tròn rất đẹp. Cái về cái ngoại hình thì nó sẽ hơi khác nhau một chút, chính vì vậy là các anh có thể xem hình ảnh ở trên website ambe.vn nhé. Tuy nhiên thì cái lòng bõ tẩu này nó sẽ không khác nhau, tất cả đều như một, thì các anh hoàn toàn yên tâm. Cái mẫu này thì được làm bằng gỗ tự nhiên 100% gỗ thật các anh nhé, cầm rất là đẹp, ở trên tay thực tế đẹp hơn ở trên clip rất là nhiều luôn đó. Cái lòng bõ tẩu này thì giúp cho các anh hút thưởng thức cũng không bị đọng nước, cũng như là thưởng thức trọn vẹn cái hương vị của cái loại sợi các anh đang thưởng thức. Còn nếu như các anh sử dụng với xì gà thì cái này nó tương thích với ring size tầm khoảng 50 các anh nhá. Nếu như các anh sử dụng để hút xì gà thì tương thích với ring size 50 trở xuống các anh ạ. Đấy, chất lượng, một cái tẩu đến từ nhãn hiệu rất là chất lượng, đó là nhãn hiệu Big Ben. Anh nào mà kết cái sản phẩm này, vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn, đặt mua luôn ở trên website. Để mà tiết kiệm thời gian, các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.